nếu bạn xem hết video này bạn sẽ biết cách bó một bó hoa cưới thật là đơn giản bó hoa cưới ngày hôm nay mình sử dụng là toàn bộ là hoa lụa cao cấp nha các bạn à, cả hàng cụm cả hàng cành cả hàng đầu bông và mình sẽ lấy cái vỉ cốt nè bó hoa cưới thì mình chỉ cần một chút xíu thôi thì mình nhớ cắt đi cắt đi mình cái vỉ cốt này là để cho nó à, làm, làm làm to cái bó hoa để bông nó không bị bẹp lại các bạn đấy thì cái vỉ cốt này nó khá là to người ta hay dùng cho bó hoa tươi ấy nhưng mà ngày hôm nay mình đã phải gọt bớt nó đi để mình nó có cái những cái lỗ đan chéo nhau á thì mình xỏ vào cho nó dễ nha bạn nhé để lúc mình nắm cho nó có đỡ bị móc bông hoa những cái bông hoa to thì các bạn cho xuống dưới còn những cái bông hoa nhỏ thì các bạn có thể để cho nó không bay lên trên để cho nó đẹp cho nó nhẹ nhàng ha cái bó hoa này thì mình bó theo cái phong cách hiện đại là theo cái phong cách tự nhiên ha và bó hoa này thì mình sẽ tập trung về một mặt nha các bạn nha thì uh, tức là mặt sẽ nó có sẽ có một mặt tiền đó uh, còn cái mặt đằng sau thì chúng ta chỉ uh, để một vài bông hoa to thôi để cho nó đỡ thô thôi còn lại tất cả bò những cái bông đẹp những cái uh, hoa đẹp thì chúng ta sẽ hướng về một mặt thì cái bó hoa này thì mình uh, làm hết một cành hoa mau lương này rồi là hai cành cúc thơm này uh, một cành uh, uh, hoa nhất chi mai này uh, và um, rất nhiều những cái đầu bông rời xong mình cắm cành vào nữa thì đa phần mình làm là cũng khá là nhiều những hoa lụa cao cấp nha à, thành ra bó hoa của chúng ta cảm giác rất là xịn sò đó à, và còn những cái điểm à, táo các thứ nữa thì những cái sản phẩm này các bạn có thể xuống à, cái phần chi tiết cái 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 um, video này này ở cái phần mô tả video ấy, thì các bạn có thể xuống đó để các bạn ghé vào cái đường link shopee ấy, các bạn có thể mua lẻ ở trên đó thì các bạn có thể về các bạn tự bó nhé bởi vì bó theo cái phong cách này rất là dễ mà khi mà bó xong rồi thì các bạn à, à, nhớ nhớ chừa một chút cái hoa gì trong trong cái quá trình bó chứ trong cái quá trình bó thì các bạn có thể chừa một chút cái hoa nhỏ nhỏ để à, lát chúng ta sẽ làm à, cài áo chú rể các bạn nhé đấy chúng ta sẽ điểm vào nói chung là cái bó hoa này nó theo phong cách tự nhiên thành ra khi mà các bạn cảm thấy uh, nó phù hợp nó đẹp với mắt mình là được ha các bạn nhá đấy uh, những cái hoa điểm điểm nhỏ nhỏ thì chúng ta sẽ ấn uh, lên trên cái okay. cái mặt mà mình đang quay vào mặt của mình ấy là cái mặt phải đấy thì các bạn đang nhìn như này đằng kia là cái mặt mặt trái đấy thành ra lát nữa xong đó thì mình sẽ quay quay cái mặt lại thì các bạn mới nhìn thấy đẹp được như các bạn nhé và khi mà bó xong rồi thì cái chân phần chân của bó hoa lụa này đa phần cái cành của nó không đủ to thì nó sẽ hơi nhỏ thì các bạn có thể đệm thêm mấy cái que que vào đây nhé xong các bạn cắt ngắn đi rồi các bạn uh, mới cột cái phần chân này lại thì uh, cột thì mình sử dụng dưới ri băng cột lại thôi ha rất là dễ uh, không có gì khó cả uh, khi cột xong rồi chúng ta sẽ thắt cho nó một cái nơ nữa là được rồi mà rất là dễ rồi Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái cài áo chú rể nhé các bạn nhé. À, cái cài áo chú rể ngày hôm nay mình sử dụng là cái thẻ cài áo. Thì đối với thẻ cài áo thì các bạn cứ lấy một miếng cô tông nó cứng cứng. Xong bạn à, lấy cái ruy băng các bạn quấn hết đi để che hết cái miếng cô tông nó đi nhé. À, rồi các bạn sẽ gắn cái hoa nhỏ nhỏ lên thôi. Rất là xinh. À, thời nay thì các bạn nên sử dụng thẻ cải áo bởi vì ưu à, điểm của nó là không có phải cái ghim ấy à, thành ra nó đỡ bị hư áo này Và cái thứ hai là nó vừa vặn cái túi ấy, thành ra là các bạn bỏ vào là nó rất là dễ với lại đẹp chúng ta trang trí được nó đẹp hơn nhé à, khi mà chúng ta làm bó hoa lớn thì chúng ta sẽ để lại một vài cái bông hoa nhỏ như thế này để chúng ta làm cái cài áo nhé thì cứ chúng ta sẽ gắn vào như vậy thôi à, nói chung là gắn làm sao mà cảm giác cái mình thấy đẹp là được nhé thấy thích thấy ok là được và bây giờ bó hoa gửi của chúng ta đã hoàn thành rồi rất là đẹp ha các bạn ha đó các bạn có thể tự tay làm được mà